Quý vị đang dư thừa rất nhiều nguồn phụ phẩm nông nghiệp mà không biết xử lý chúng ra sao. Quý vị đang muốn tự tạo nguồn thức ăn cho vật nuôi theo chế độ dinh dưỡng của mình. Quý vị muốn giảm giá thành chi phí chăn nuôi mà không phải phụ thuộc vào cám công nghiệp. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm về máy ép cám Việt F150 có thể giải quyết tất cả các vấn đề trên. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Trên thị trường hiện nay, quý khách hàng mua một cân cám công nghiệp sẽ có giá từ 10 đến 12.000 đồng một cân. Nhưng với việc sử dụng chiếc máy ép cám viên do công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh sản xuất, quý khách hàng có thể tự làm ra những viên cám nhờ tận dụng những nguồn phụ phẩm nông nghiệp sẵn có, dư thừa trong sản xuất để tiết kiệm 30 đến 40% chi phí thức ăn chăn nuôi. Tất cả sẽ được tiết lộ ở trong video clip này. Dòng sản phẩm mà Ngọc Nga muốn giới thiệu tới quý vị ngày hôm nay đó chính là chiếc máy ép cám viên F150. Có thể ép được đa dạng các nguyên liệu thô, tươi như bột cám ngô, cám gạo, cua cá ốc, ngô hạt, đỗ tương, rau cỏ băm nhỏ, cho năng suất từ 100 đến 150 cân trên 1 giờ. Ở mỗi một địa phương khác nhau sẽ có đa dạng nguyên liệu với giá thành khác nhau, từ đó quý vị có thể làm ra các công thức ép cám viên khác nhau, cho ra thành phẩm cũng như giá thành khác nhau, nhưng tự chung lại sẽ giúp quý vị tiết kiệm chi phí thức ăn chăn nuôi nhờ chiếc máy ép cám viên F150. Máy ép cám viên F150 sử dụng động cơ 3 đến 3,5 kW, nguồn điện gia đình 220V, thích hợp với tất cả các hộ nông dân chăn nuôi nhỏ lẻ gia đình. Như ở video ngày hôm nay, Hồng Nga đã tận dụng những nguồn nguyên liệu sẵn có, giá thành rẻ của địa phương để làm ra một mẻ cám viên nhờ chiếc máy ép cám viên F150. Kỹ thuật viên đang phối trộn nguyên liệu với tỷ lệ nguyên liệu thô, bột cám gạo, cám ngô, ngô hạt, đỗ tương chiếm 85% và nguyên liệu tươi, cua, cá chiếm 10%, cỏ voi chiếm 5%, đảm bảo tỷ lệ độ ẩm từ 10 đến 20%. Ở hỗn hợp nguyên liệu ngày hôm nay, giá thành của bột cám ngô 5.000 đồng một cân, cám gạo giá 5.000 đồng một cân, ngô hạt 5.000 đồng một cân, đỗ tương 8.000 đồng một cân, cá tép nhỏ giá 12.000 ba lạng, cua tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có 3 lạng, cỏ voi băm nhỏ tận dụng phụ phẩm nông nghiệp 4 lạng. Với hỗn hợp nguyên liệu tham khảo trên, quý vị có thể làm ra những viên cám đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng dành cho vật nuôi. Và tổng giá thành để làm ra 5 cân cám viên ngày hôm nay là 35.000 và nhờ chiếc máy ép cám viên F150, chi phí chỉ mất khoảng 7.200 trên 1 cân, giúp quý vị tiết kiệm được 4.800 so với khi mua một cân cám công nghiệp như trước đây. Với tốc độ này, chỉ sau vài tháng, quý khách hàng đã có thể thu hồi lại vốn ban đầu bỏ ra khi mua máy. Tất nhiên, trên đây chỉ là công thức của công ty Bình Minh làm ra để phù hợp với nhu cầu của địa phương. Còn ở những khu vực khác nhau, quý khách hàng có thể tận dụng những nguồn nguyên liệu sẵn có, giá thành rẻ của địa phương để làm ra những viên cám chắc mịn đầy dinh dưỡng mà vẫn đảm bảo tiết kiệm được chi phí chăn nuôi. Và Ngọc Nga cũng đã ghi nhận được rằng có những khách hàng khi mua máy ép cám viên F150 của công ty Bình Minh, chi phí để làm sản xuất ra một cân cám chỉ có từ 6.200. Nhờ tận dụng những nguồn nguyên liệu sẵn có, giá thành rẻ của địa phương mình, một chiếc máy siêu tiện ích giúp quý vị tiết kiệm thời gian, công sức cũng như là giảm chi phí giá thành cho chăn nuôi. Quả là tuyệt vời phải không ạ? Siêu phẩm tiện ích này đang chờ đón quý vị sở hữu. Vậy quý vị còn chần chờ gì nữa mà không nhanh chóng nhấc điện thoại lên để sở hữu ngay cho mình siêu phẩm tiện ích này? Nếu quý vị còn có thắc mắc cần được tư vấn giải đáp, hãy gọi ngay tới số hotline được hiển thị ở dưới màn hình. Và nếu quý vị muốn xem thêm các video khác của công ty Bình Minh, hãy nhấp ngay vào video được hiển thị ở phía trên màn hình. Ngọc Nga xin chúc quý vị chăn nuôi thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.